Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại. Địa chỉ là số 321 Tân Sơn, phường 15 Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha. Trang fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Anh em nào xài Facebook có thể nhắn tin vào trang fanpage nha. Số điện thoại của bên mình là 0839444400, số thứ hai là 0648748, số thứ ba là 05853 và 5000. Thời gian làm việc là từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ tối nha. Bên mình bán hàng thì hàng chính hãng sẽ được bảo hành 3 tháng một đổi một và sách tay là sẽ một tháng một đổi một. Anh em nào mà ở xa muốn mua điện thoại bên mình thì vui lòng cọc trước phí ship nha. Bên mình ship hàng thì cho anh em được test máy, kiểm tra máy ok rồi nhận. Bên mình thì không bao phí ship nha, anh em thông cảm nha. Phụ kiện đi kèm theo máy là có những máy sẽ có tai nghe và những máy không có tai nghe nha. Tiên là mình giới thiệu cây VinMax Lite 4 nha. Ngoại hình thì máy Lite new luôn, không vết chày. RAM là 6GB, chạy chip Snap 675, màn hình là Full HD nha. Lite 4 thì giá bán là 2.650.000, máy như mới không vết chày nha. VinMax Lite 4. Samsung, con này là A52s 5G nha, máy đẹp 98%. Màu đen giá bán là 6.1 triệu, mình có màu xanh ngọc đây nha. Đây. Giá là 6.2 triệu nha, Samsung A52s 5G, máy đẹp kem. Nokia C20, C20 thì một con máy pin trâu màn to. Giá bán của bên mình là 1.7 triệu nha, Nokia C20. Con máy phổ thông nha, mọi người nào mà ít tiền thì mua con này nha, con này nói chung là nó xài Android rất là mượt luôn. Tại nó xài Android thuần Google nha mọi người. Nokia C20 màn cũng rất là đẹp, màn hình to này, pin cực khỏe. Samsung Galaxy S21 Ultra nha. S21 Ultra thì mình có cái con này, nó có ốp này, có thêm cái viết nữa nha. Đây có cái viết nữa. Anh em nào xài viết thì mua. Giá thì con này thì giá bán là 14 triệu 7 nha, máy chạy nhẹ S21 Ultra. Máy chạy nhẹ nha, 14 triệu 7. VinMax Aris RAM 8GB, máy thì ngoại hình đẹp 99 nha, Aris RAM 8GB đẹp 99. Giá bán của bên mình là 3.550.000, Aris thì chạy chip Snap 730 nha. Con này là con Xiaomi Mi 11T, RAM 8 128, ngoại hình tổng thể tầm 98% nha, Mi 11T. Giá bán của bên mình cái này là 6.500.000. Mi 11T nha, 6.500.000. Máy hơi chạy nhẹ nha mọi người, Mi 11T. Samsung Galaxy Note 20 hàng chính hãng màu xanh thì một cây này từ ngoại hình thì tầm 98% nha. Giá bán của bên mình là 9 triệu, hàng công ty, hai sim nha. Vẫn còn bảo hành được tổng tầng 30 ngày chính hãng nữa nha. 9 triệu nha. Còn là S10 LED nha, máy thì đẹp 98%, Samsung S10 LED bản Mỹ nha mọi người. Màn hình rất là đẹp, không ám ảnh. Giá bán là 5 triệu rưỡi nha, Samsung Galaxy S10 LED. Con này là con VinMax Active 3 RAM 6GB, máy thì ngoại hình tổng thể tầm 98 nha. Giá bán là 2 triệu 2 thôi, Active 3 nha. Màu xanh. Samsung. Con này là A32, máy đẹp keng, 4 triệu 150.000 nha, Samsung A32. Con này là con Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Ne nha. RAM 8GB, con này nó bị bể kính nè, đây. Bể kính nha. Màn hình đẹp, không ám ảnh. Mình bán rẻ luôn, con này giá bán là 3.9 triệu, Xiaomi Mi 11 Lite 5G nè. 3.9 triệu thôi. Samsung Note 20 Ultra 5G. Cái này thì nói chung màn hình nó có một chấm nhẹ chỗ đây nha. Màn bên trong thì đẹp không ám ảnh nha mọi người. Cái này thì giá bán của bên mình là 12 triệu nha, Samsung Note 20 Ultra 5G 12 triệu. Cái này chạy nhẹ nha, 12 triệu. Oppo Reno 6Z 5G, máy đẹp lay new nha, giá là 5.2 triệu, mình có máy tầm 98%. Giá bán của bên mình là chỉ có 5 triệu thôi, Oppo Reno 6Z 5G nha. Có hai màu, đen và bạc, 6Z 5G.
Con này là con Realme 7 nha, Realme 7. Cái này thì ngoại hình tổng thể nó có trẻ nhẹ nha. Realme 7 nha mọi người. Cái này thì ngoại hình tầm 98% thôi. Giá bán của bên mình là 3.450.000 nha, Realme 7, 3.450.000. Cái này là cây Vivo Y15S nha. Máy đẹp 99. Y15S RAM 3 bộ nhớ trong 32GB. Giá bán của bên mình cây này là 2.600.000 nha. Xiaomi Mi 11 Lite 5G Ne, máy đẹp 99, 5.500.000 nha. Mi 11 Lite 5G Ne. Màu xanh 99 luôn. 5.500.000. Realme 8 Pro nha, máy đẹp 99, Realme 8 Pro, cái màu rất là đẹp luôn. Mình có đủ 3 màu cho dòng Realme 8 Pro nha, đen, xanh ngọc và màu vàng, vàng chanh này. Giá bán là 4.800.000 Realme 8 Pro. Vivo. Con này là V20 SE nha. Máy hệ tổng thể đẹp 99, 3.700.000. V20 SE thì RAM 8GB. Con này là con Samsung. Con này là con A32 nha, phiên bản sách tay 1 SIM. Giá bán của bên mình là 3.750.000 Samsung A32 nha. Realme C15, máy này thì hơi chạy. C15 thì pin tới 6.000, màn hình Full HD. C15 nha, giá bán là 2.200.000. Xiaomi Redmi K30 5G, RAM 6, bộ nhớ trong 128, màn hình 120Hz, màn hình là 6.8 Full HD nha. Con này thì giá bán của bên mình là 3.650.000. Samsung Galaxy S21 chính hãng, máy đẹp keng. Giá bán của bên mình là S21, giá bán của bên mình là 9.500.000 nha, máy đẹp. Oppo Reno 5 máy đẹp keng đây, 4.600.000 Reno 5 nha, máy đẹp 99, 4.600.000. Vivo Y21S máy đẹp 99, RAM 4GB, giá bán là 3.300.000 và RAM 6GB giá bán là 3.500.000 nha. Có hai bạn. Vivo V20 SE. Cái này thì giá bán của bên mình là 3.350.000 nha, V20 SE. Cái này viền nó hơi chạy dăm dăm nha. 3.350.000. Oppo Reno 7, máy đẹp 99 nha, Reno 7 5G. Rất là đẹp luôn. Giá bán của bên mình là 9.250.000 nha, Oppo Reno 7 5G. Xiaomi Redmi 9 RAM 4GB, cái này hơi chạy nha. Giá bán là 2.350.000, Redmi 9 RAM 4GB. Nokia 5.4, máy đẹp keng nha, Nokia 5.4, 2.350.000. A52s 5G đây, máy đẹp 99 nha, 6.200.000, A52s 5G. Xiaomi Mi 11T nha, máy full box. RAM 8 256GB nha, ngoại hình đẹp 99 luôn, full box có sạc 67W nha. Cây này giá bán của bên mình là 6.950.000. Mi 11T nha, 6.950.000. Samsung Galaxy Z Flip 3 nha, con này hàng chính hãng, màu quai môn tím tím nha. Máy nguyên zin chính hãng nha, giá bán của bên mình là 11.000.000 thôi. Galaxy Z Flip 3 nha, 11.000.000. Samsung Galaxy S21 nha, cây này ngoại hình hơi trầy, giá bán của bên mình là 8.250.000 nha. S21 ngoại nó hơi trầy thôi, 8.250.000. Realme 8 5G nha,
giá bán là 4 triệu 150 nghìn, Realme 8 5G, máy đẹp 98 nha. Samsung A02s, RAM 4 và nhớ trong 64, máy đẹp 99, 2 triệu 450 nghìn. Samsung Note 10 LED nha, chính hãng, 2 SIM. Chính hãng 2 SIM, máy đẹp keng nha, 8 triệu 2. Note 10 LED. Lâu lâu mới có được cây nha mọi người. Oppo Reno 5, máy đẹp 99, 4 triệu 6. Reno 5 nha. Máy đẹp 99, 4 triệu 6. Samsung A32, RAM 6, 128 nha, 4 triệu 050 nghìn. Máy đẹp 9899 nha, Samsung A32. Samsung A22, RAM 6, 128, 3750, A22, 3 triệu 750 nghìn. Samsung S21 Plus 5G, 2, chính hãng, 2 SIM nha, 11 triệu rưỡi, máy đẹp keng. Samsung Galaxy S9, con này thì bản Nhật nha, 1 SIM, máy đẹp 99, 2 triệu 850 nghìn, Galaxy S9 nha, 2 triệu 850 nghìn. Oppo Reno 4 nha, máy đẹp 98, 3 triệu 7, Reno 4, 3 triệu 7 thôi. iPhone 12 Pro Max nha, máy đẹp 99, pin 90, 12 Pro Max 128GB, giá bán là 19 triệu rưỡi, 12 Pro Max. iPhone XS nha, pin thì còn 81, máy đẹp 98 nha, nguyên zin, 5 triệu 950 nghìn, XS. VinMax Active 3 nha, RAM 6GB, 2450, T3. Oppo Reno 6 5G nha, máy đẹp 99, 7 triệu, Reno 6 5G. Oppo Reno 2F nha, màn hình con này thì nó hồng rất là nhẹ thôi, 3 triệu 150 nghìn, Oppo Reno 2F. Realme 7, cái này thì hơi trầy nha, 3 triệu 2 thôi, Realme 7 nha, 3 triệu 150 nghìn, Realme 7, RAM 8GB. Samsung Galaxy Note 10 5G, RAM 12GB, máy nguyên zin, ngoại hình tổng thể là đẹp 99% nha, 98% thôi. Giá bán là 5 triệu 750 nghìn, Note 10 5G nha. Màu bạc 5 triệu 750 nghìn, con này RAM tới 12GB, ở dưới trong là 256GB nha. iPhone 13, con này hàng VN, bảo hành tháng 1/2023 nha. Máy nguyên zin, pin thì còn 97. iPhone 13. Giá bán là 17 triệu rưỡi nha, iPhone 13 nha. Xiaomi Mi 11 Lite 5G nè, máy mới 100%, chưa khui siêu nha. Máy mới. Bên mình bán với giá là chỉ có 7 triệu thôi, rất là rẻ nha, Mi 11 Lite 5G nè. Con này là Mi Band 5. Xiaomi Mi Band 5. Full box nha. Con này thì nói chung là máy rất là đẹp luôn, ngoại đẹp như mới. Đây, ngoại hình đẹp như mới. Con này thì cấu hình khá là ổn nha. RAM là 6, bộ nhớ trong 128, màn hình độ phân giải tới 2K. Và con này thì nói chung là rất là mượt, pin trâu bò. Bản 256GB luôn nha, 256GB. Anh em tha hồ lưu trữ nha, bản Wi-Fi. Màn hình rất là mượt. Màn hình to tới 11 inch nha, Mi Band 5. Giá bán của bên mình là 8 triệu 150 nghìn nha, Mi Band 5, 8 triệu 150 nghìn. Máy đẹp keng như mới, full box nha. iPhone 11, con này thì 64GB, pin 84, máy đẹp 98 nha, nguyên zin, zin app nha. iPhone 11 giá bán là 8 triệu nha mọi người. XS Max, con này thì máy 98%, pin 85, quốc tế, màu đen, 6 triệu 450 nghìn nha. Samsung Galaxy S20 FE, 2 SIM, giá bán là 6 triệu 2 và 1 SIM là giá bán là 6 triệu. Máy thì đẹp như mới nha, bản quốc tế. S20 FE thì RAM là 6GB, bộ nhớ trong 128, con này camera rất là đẹp luôn nha.
iPhone 13 128 GB hàng Việt Nam. Con này thì pin còn tới 100%, máy thì ngoại hình đẹp 98 nha, có cắn nhẹ xíu thôi. Máy đẹp 98 vẫn còn bảo hành dài, giá bán là 17 triệu 2 iPhone 13. iPhone 13 nha, con này hàng quốc tế 128 GB, pin thì còn 99 nha. Máy thì ngoại hình đẹp 98 luôn nha. Giá bán của bên mình là 17 2 luôn. iPhone 13 nha. iPhone 13 Pro, con này thì hàng Việt Nam 128 GB, máy đẹp 99, pin thì còn 100%, máy không vết trầy nha, 13 Pro. Giá bán là 22 triệu 500, 13 Pro nha. Mình có hàng xách tay luôn, iPhone 13 Pro và bản quốc tế 256 GB, máy đẹp 99 và pin cũng còn 100% luôn. 13 Pro thì 256 GB, giá bán là 23 triệu thôi nha. Con này là con Samsung S21 hàng Việt Nam nha. Máy thì đẹp 99 luôn. S21 giá bán của bên mình là 9 triệu 250 nghìn nè. Con này máy 98 thôi chứ không được 99 nha. 9 triệu 250 nghìn thôi, bản 2 SIM. Máy thì nói chung ngoại hình rất là đẹp luôn. Bên mình có máy đẹp như mới nữa nha. Máy đẹp như mới thì giá chỉ có là giá là máy đẹp như mới thì giá của nó là 9 triệu rưỡi. iPhone 12 Pro Max nha. Con này thì 256 GB, pin thì còn 84. Máy đẹp 99, không vết trầy luôn nè. 12 Pro Max màu gold nha, màu gold nó là mắt có màu khác. 256 GB, giá bán là 20 triệu nha. Xiaomi Redmi Note 10S RAM 8 GB, máy thì ngoại hình đẹp keng 99 nha. Cây này thì giá bán của bên mình là 4 triệu, mình có hai màu đen, đen đây và trắng nha, cho anh em lựa chọn Redmi Note 10S phiên bản RAM 8 GB nha. Poco X3 RAM 6 128 nha. Poco X3 RAM 6 128. Cây này thì máy đẹp 98 nha, có trầy nhẹ nha mọi người. Giá bán của bên mình là 3 triệu 6 Poco X3. Cây này thì camera là 48 chấm nha. Camera là 64 chấm nha mọi người, 64 chấm. Chạy chip Snap 732, con chip này khá là ổn nha, chip mạnh đó. Xiaomi Redmi 9 nha, RAM 4 GB là 64 GB. Máy thì đẹp 98, 2 triệu 450 nghìn Redmi 9. Cây này thì màn hình to, pin khỏe. Xiaomi Redmi Note 10 5G nha, bản RAM 4 GB 128, ngoại hình 99. Giá bán là 3 triệu 6 Redmi Note 10. Xiaomi Redmi Note 9 Pro RAM 6 128, 3 triệu 8 nha. Máy đẹp 99, Note 9 Pro thì camera sẽ là 64 chấm. Chạy chip Snap 720 nha, chip Snap 720 và pin nó tới hơn 5.000. Xiaomi Redmi 10 nha. Redmi 10 thì mình còn máy đẹp như mới, không một vết trầy luôn. RAM là 4 GB. Redmi 10 camera 50 chấm, con này chạy chip của Helio G88 nha. Con chip này khá ổn nha mọi người. Camera 50 chấm, pin 5.000, giá bán là 3 triệu thôi. Redmi 10 3 triệu nha. Mình có hai màu cho mọi người lựa chọn nha. Redmi 10 thì có màu xanh và đen. Redmi Note 10S đây, màu đen nha. 4 triệu. Xiaomi Redmi Note 10 Pro RAM 6 128 trầy nhẹ nha, giá chỉ có 4.150. Cây này thì màn hình khá là to, chạy chip Snap 730, màn OLED nha. Redmi Note 11 6 128, máy đẹp 99 nha. Note 11 thì giá bán sẽ là 3 triệu 9. Redmi Note 11 nha, 3 triệu 9. Redmi Note 11 RAM 4 GB 64, máy đẹp 99 nha, 3 triệu 6. Note 11 có hai màu, xanh và đen, rất là đẹp. Xiaomi Redmi Note 10 RAM 6 128, máy đẹp 98 nha. Máy này thì viền nó có cắn. Giá bán của bên mình là 3 triệu 2. RAM 6 128 Redmi Note 10. Redmi Note 10 RAM 6 128, cây này thì máy đẹp 98 nha. Máy đẹp 98 có trầy nhẹ thôi. 3 triệu 450 nghìn.
Redmi Note 9S nha. Con này thì nắp lưng nó thay rồi, ngoại hình thì nói chung là còn tương đối đẹp. Giá 3.1.000, RAM 6128, Redmi Note 9S. Bên mình thì bán máy thì máy là sửa thì hay thay thế gì mình sẽ báo rõ cho mọi người, cho anh em dễ mua nha. Redmi Note 9 4128, ngoại hình tầm 97, 3.150.000 nha. Redmi Note 9. Redmi Note 10 5G 4128, 3.6 nha. Xiaomi Mi 11 Lite 4G, máy đẹp 99% nha, RAM 8128, 4.8. Xiaomi Redmi Note 11 4128 nha. Cái này giá bán là 3.7 nha. 4128 là 3.7. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, máy đẹp 99, like new luôn. 6.5 triệu nha, Note 11 Pro 5G. Xiaomi Redmi Note 11 Pro nha, không có 5G. Giá bán của bên mình là 5.8 triệu. 5.8 triệu nha. Con này là con Xiaomi Mi 11T 8128. Xiaomi Mi 11T nha, 8128. Cây này thì nó hơi chạy xíu đây thôi. Hơi chạy xíu thôi. Giá bán của bên mình là 6.6 triệu. Mi 11T 6.6 triệu nha. RAM 128GB. Xiaomi Mi 11 5G, RAM 8 và nhớ trong là 256GB, máy đẹp 98. Giá là 9 triệu nha, 9 triệu thôi. Mi 11 5G tại chạy Jeep 888. Những cây này là hàng chính hãng, anh em mua cũng yên tâm nha, chính hãng này nó vẫn còn bảo hành chính hãng nha. Xiaomi Mi 11 Lite 4G nha, 4.8 triệu. Mi 11 5G 8256 nha, Jeep 888 màu xanh. Giá bán là 9.2 triệu, máy đẹp nha. Cây này thì nói chung là màn hình cong, chip 888 khá là ok. Camera tới 108 chấm nha. Oppo Reno 6 5G nha, ngoại hình đẹp like new, giá bán là 7 triệu, Reno 6 5G. Reno 6 5G thường có hai màu nha, màu đen, màu bạc đây. Bạc và màu đen, máy đẹp like new. Oppo A54 RAM 4128, máy đẹp keng nha. 3.350.000 A54. Oppo thì nó nghiêng về camera nha mọi người. Anh em nào mà thích camera đẹp thì mua Oppo thôi. Cái này thì máy đẹp 98 nha, Oppo ạ. Reno 6 5G, máy đẹp 98, 6.8 triệu. Máy 99 là 7 triệu rồi nha, mà máy 98 là 6.8 triệu. Oppo A74 8128, máy đẹp 98 nha, 4 triệu. A74 4 triệu. Oppo A55 RAM 4 mà như trong 64, máy đẹp 98 nha, 3.250.000. A55 3.250.000 nha. Mình có máy đẹp 99 luôn, máy 99 là 3.550.000. A55 nha. Oppo A1K RAM 2 bộ nhớ trong 32GB, 1.650.000 nha. A1K. Oppo Reno 6Z 5G, máy đẹp 98, giá bán là 5.2 triệu, và máy 99 là bên mình bán với giá là 5.4 triệu nha. Reno 6Z 5G thì cũng có hai màu, đen và màu bạc nha. Oppo A53 RAM 4128, cây này hơi chạy nha, giá bán là 2.650.000. Oppo A53 2.650.000 nha. Oppo A94 RAM 8128 4.2 triệu nha. A94 máy đẹp 99, 4.2 triệu nha mọi người. A94. Oppo Reno 7Z 5G 7.5 triệu, màu đen là khá đẹp luôn nha. 7Z 5G đây, 7.5 triệu. Oppo A55 máy đẹp keng, 3.550.000 nha. A55 có màu xanh nữa nha mọi người, màu xanh nữa, 3.550.000 nha. A55.
Oppo A74 8128 4 triệu mốt nha, máy đẹp keng, 4 triệu mốt, màu xanh. Hai màu cho mọi người lựa chọn nha, xanh với đen. Oppo Reno 3A, máy đẹp 99 3 triệu 2 nha, Reno 3A. Con này chip khá là khỏe nha mọi người. RAM là 6 bộ nhớ trong 128, Reno 3A. Con Reno 3A thì chip nó sẽ mạnh hơn con Reno 3 nha. Oppo A53 RAM 4128 2550, cái này thì hơi trầy nha. A53 2.550.000. Oppo F9 RAM 4 bộ nhớ trong 64, máy đẹp 98 nha. 2.050.000. Oppo Reno 5 máy đẹp 98 nha, đẹp 97 thôi, cái này 97 hơi trầy, 4 triệu 2 Reno 5. Reno 5 đây, cái này hơi trầy nhẹ luôn, 4 triệu 250 nghìn nha, Reno 5. Oppo A12 RAM 3 bộ nhớ trong 32GB 1 triệu 950 nghìn nha. Oppo A95 máy đẹp 99 nha, A95 4 triệu rưỡi, máy đẹp keng 99. Oppo A74 5G RAM 6 128 máy đẹp 99 nha, 4 triệu 150 nghìn. A74 5G máy đẹp 99, 4150 nha. Giá Oppo thì giờ nó khá là hợp lý nè nha mọi người. Oppo A95 RAM 8 128 máy đẹp 99 luôn, 4 triệu rưỡi. Oppo A73 nha, RAM 6 màu nhớ trong 128, viền nó hơi trầy thì giá nó sẽ mềm nha. A73 3.2 triệu. A73 đây, máy đẹp keng 3650, Oppo A73 nha. A54, Oppo A54 cái này hơi trầy nhẹ, 3.2 triệu. A54 trầy nhẹ thôi nha. Oppo Reno 3 máy đẹp 98 3.4 triệu nha, Reno 3. Oppo A92 RAM 8 128 máy đẹp 98 nha, 3.550.000. Oppo A73 máy đẹp 98 3.550.000 nha, A73. Oppo Reno 4, con này lưng này nó hơi xấu nha, mặt lưng hơi xấu, giá 3.350 thôi, Reno 4 giá khá mềm nha. Oppo A15 RAM 3 bộ nhớ trong 32, máy đẹp 99 nha, A15 2.4 triệu. Oppo A16K nha, RAM 3 bộ nhớ trong 32, cây này thì máy 98 thôi, 2.350.000. A16K giá khá tốt. Oppo A15s nha, 2.8 triệu, máy đẹp keng, A15s đây, khá đẹp luôn. RAM 4 bộ nhớ trong 64GB. Oppo Reno 5, cây này màng nó hơi trầy nhiều nha, hơi xấu, giá chỉ có 3.8 triệu thôi, Reno 5. Samsung Galaxy Note 10 LED 5G 7.450.000, máy đẹp 98 nha, Note 10 LED 5G 7.450.000. Samsung A52 5G nha, RAM 8 bộ nhớ trong 128, ngoại hình keng 99 nha. A52 5G 5.8 triệu. Samsung A12 RAM 6 128, cái này hơi trầy nhẹ tầm 98 nha, 2.950.000. Galaxy S10 4.5 triệu, hơi xấu nha, S10 4.5 triệu thôi. Galaxy S21 5G hàng Việt Nam, hai sim nha, RAM 8 128, ngoại hình đẹp 99, 9.5 triệu nha, 9.5 triệu. S21 đẹp 99. A52s 5G 6.1 triệu, máy đẹp 99 nha. A52s 5G thì có hai màu đây, màu xanh nữa nha, màu xanh giá bán là 6.2 triệu. A52s 5G
Có thêm màu tím nữa nha mọi người, màu tím nữa nè. Màu tím 6 triệu mốt luôn, A52s 5G nha. Galaxy S10 lớp màu trắng, con này thay lưng rồi, 4950 nha, mặt lưng đã thay rồi. Samsung A03s nha, RAM 4 là 2.8 và mình có RAM 3 là 2.5 nha. A03s. Samsung A23 RAM 6 là 4.650 nha. Còn RAM 4 là 4.250 và mình có hai bản nha, RAM 4 và RAM 6. Máy thì đẹp như mới luôn nha, vẫn còn có hành trình. Oppo Reno 7Z 5G 7.500, màu đen là khá đẹp luôn nha, 7Z 5G đây. 7.500. Oppo A55 máy đẹp ken, 3.550.000 nha. A55 có màu xanh nữa nha mọi người, màu xanh nữa, 3.550.000 nha. A55 Oppo A74 8128 4.1 nha, máy đẹp ken, 4.1, màu xanh. Hai màu cho mọi người lựa chọn nha, xanh với đen. Oppo Reno 3A máy đẹp 99, 3.2 nha. Reno 3A con này chip khá là khỏe nha mọi người, RAM là 6 mình nhớ trong 128. Reno 3A, con Reno 3A thì chip nó sẽ mạnh hơn con Reno 3 nha. Oppo A53 RAM 4 128 2550, cái này thì hơi trầy nha. A53 2.550.000. Oppo F9 RAM 4 và nhớ trong 64, máy đẹp 98 nha, 2.050.000. Oppo Reno 5 máy đẹp 98 nha, đẹp 97 thôi, cái này 97 hơi trời, 4.200.000 Reno 5. Reno 5 đây, cái này hơi trầy nhẹ luôn, 4.250.000 nha. Reno 5. Oppo A12 RAM 3 bộ nhớ trong 32GB 1.950.000 nha. Oppo A95 máy đẹp 99 nha, A95 4.500.000, máy đẹp ken 99. Oppo A74 5G RAM 6 128 máy đẹp 99 nha, 4.150.000. A74 5G máy đẹp 99, 4.150 nha. Giá Oppo thì giờ nó khá là hợp lý rồi nha mọi người. Oppo A95 RAM 8 128 máy đẹp 99 luôn, 4.500.000. Oppo A73 nha, RAM 6 màu nhớ trong 128, viền nó hơi trầy thì giá nó sẽ mềm nha. A73 3.200.000. A73 đây, máy đẹp ken 3650, Oppo A73 nha. A54, Oppo A54 cái này hơi trầy nhẹ, 3.200.000. A54 trầy nhẹ thôi nha. Oppo Reno 3 máy đẹp 98, 3.400.000 nha. Reno 3. Oppo A92 RAM 8 128 máy đẹp 98 nha, 3.550.000. Oppo A73 máy đẹp 98, 3.550.000 nha. A73. Oppo Reno 4, con này lưng này nó hơi xấu nha, mặt lưng hơi xấu, giá 3.350 thôi. Reno 4 giá khá mềm nha. Oppo A15 RAM 3 bộ nhớ trong 32, máy đẹp 99 nha, A15 2.400.000. Oppo A16K nha, RAM 3 bộ nhớ trong 32, cây này thì máy 98 thôi, 2.350.000. A16K giá khá tốt. Oppo A15s nha, 2.800.000, máy đẹp ken, A15s đây, khá đẹp luôn. RAM
4 bộ nhớ trong 64GB. Oppo Reno 5. Cái này màn nó hơi trầy nhiều nha, hơi xấu, hơi xấu. Giá chỉ có 3,8 triệu thôi, Reno 5. Samsung Galaxy Note 10 LED 5G 7.450.000, máy đẹp 98 nha, Note 10 LED 5G. 7.450.000. Samsung A52 5G nha, RAM 8 bộ nhớ trong 128, ngoại hình Ken 99 nha. A52 5G. 5.800.000. Samsung A12 RAM 6 128, cái này hơi trầy nhẹ tầm 98 nha. 2.950.000. Galaxy S10 4.500.000, hơi xấu nha, S10 4.500.000 thôi. Galaxy S21 5G hàng Việt Nam, hai sim nha, RAM 8 128, ngoại hình đẹp 99, 9.500.000 nha, 9.500.000. S21 đẹp 99. A52s 5G 6.100.000, máy đẹp 99 nha. A52s 5G, A52s 5G thì có hai màu đây, màu xanh nữa nha, màu xanh giá bán là 6.200.000. A52s 5G có thêm màu tím nữa nha mọi người, màu tím nữa nè, màu tím 6.100.000 luôn. A52s 5G nha. Galaxy S10 LED màu trắng, con này thay lưng rồi, 4950 nha, mặt lưng đã thay rồi. Samsung A03s nha, RAM 4 là 2.800.000 và mình có RAM 3 là 2.500.000 nha. A03s. Samsung A23 RAM 6 là 4.650.000 nha, còn RAM 4 là 4.250.000 và mình có hai bản nha, RAM 4 và RAM 6. Máy thì đẹp như mới luôn nha, vẫn còn có hành chính hãng dài. Samsung Note 20 Ultra phiên bản 4G nha. Phiên bản 4G, con này thì hàng chính hãng, máy đẹp 98, 13.500.000 nha. Samsung Note 20 Ultra 5G, 1 SIM 13.3. Samsung A52 RAM 8 128, máy đẹp 99 nha. A52 thôi, giá là 5.400.000 A52. Vivo Y20 nha, RAM 4 và nhớ trong 64. Máy thì ngoại hình tầm 98% nha mọi người. Giá bán của bên mình là 2.350.000. Y20 thì nói chung là 3 camera sau, màn hình thì chắc cũng tầm cỡ 6.6 inch. Độ phân giải là HD cộng nha. Con này thì pin được 5.000. Máy bây giờ hầu như là pin trâu hết rồi, toàn là pin tới 5.000 không à. Con này là Vivo Y33S RAM 8 128, máy thì ngoại hình đẹp 99 nha. Lưng là lưng kính. Con này là khác con Vivo Y21S là lưng kính nha. Chip cũng mạnh hơn, camera 50 chấm, màn hình là Full HD. Giá bán của bên mình con này là 4.200.000 nha, Y33S. Vivo Y21S nha, RAM 4 128, máy đẹp 99. 3.350.000 RAM 4. Bản RAM 6GB thì giá bán của bên mình là 3.500.000. Máy bây giờ thì nói chung là bản RAM nó được nâng cấp lên rồi nha mọi người, tại vì bộ nhớ trong của nó có 2GB, nó cộng thêm 2GB RAM, như 4GB thì nó sẽ cộng thêm 1GB nữa thành 5GB. Nên anh em đừng mua máy bây giờ mình đừng quan tâm đến RAM nữa. Nếu mình lựa máy thì mình nên lựa chip là tốt nhất. Vivo Y50 RAM 8 128, máy đẹp 98, chỉ có 3.000.000 thôi nha. Y50 thì nói chung là màn hình Full HD, con này màn hình rất là đẹp luôn. Vivo Y21S RAM 6 128 nha, con này thì bên mình bán với giá là 3.400.000 nha, 3.400.000. Vivo Y12S RAM 4 128, 2.450.000, con này ngoại hình tổng thể rồng rất là đẹp nha. Vivo Y72 5G, con này thì nói chung là có 5G, chip cũng khá là ổn. Mặt lưng nó hơi trầy do xài ốp nha, anh em nào mà dán bóng lại là không thấy vết trầy luôn. Giá bán là 3.750.000. Vivo V20SE RAM 8 128, con này thì máy ngoại hình tầm 97%, 3.500.000 nha, V20SE. Vivo
Y30 nha, Y30. RAM 4, bộ nhớ trong là 64, máy đẹp 99, 3 triệu 1. Vivo Y21 nha, RAM 4, bộ nhớ trong 64, máy đẹp 98, 2 triệu 9 nha. Con này nói chung là máy màn hình to, bên trong Oppo A74 5G, RAM 6, 128, ngoại hình đẹp 99 nha, 4 triệu 150 nghìn. Mình có A74, không có 5G, không có 5G nha. Đây, cũng 4 triệu 1. Con này thì được cái là sở hữu màn hình OLED và RAM lên đến 8GB. Oppo Reno 6 5G, máy đẹp 98 nha, 7 triệu 2. Reno 6 5G. 7 triệu nha mọi người, Reno 6 5G, giá bán của bên mình là chỉ có 7 triệu thôi. Máy thì đẹp lay new không biết trời. Oppo Reno 6Z 5G nha, máy đẹp 99, 5 triệu 4 và máy mình trầy nhẹ 98 thì 5 triệu 2 thôi. Reno 6Z 5G. Oppo A92 3 triệu rưỡi nha, A92. Máy đẹp 98 là 3 triệu rưỡi. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại cứ liên hệ trực tiếp đến bên mình nha. Anh em coi video cho mình like, share, chia sẻ ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình.